anh. Người trai nơi chiến tuyến sung trên vai bước về qua đường phố. Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ, tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ. Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường, nhớ gì từ ngày anh vui lên đường. Lối gầy về nhà anh hoa phượng thắm, màu xanh áo người thương, nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm xưa. Tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng quá, ánh trăng như hé cười sau ngàn lá. Tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ, kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua. Lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở, kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ. Ánh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó, bạn anh vẫn còn đây, sống cuộc đời hôm nay với bọn mình. Xây đời mới bờ tre quê hương, tay súng anh gìn giữ. Tôi hát vang giữa đời để người vui. Thôi mình chia tay, cầu mong anh chiến thắng. Ánh trăng khuya sắp tan trên hè phố. Thôi chia tay rồi mai đây có về, quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang nghe chờ, nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ. Súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó, đừng lưu luyến gì đây. Thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Khuya sắp tan trên hè phố. Thôi mình chia tay rồi mai đây có về, quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ, nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ. Súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó, đừng lưu đây. Thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Đừng lưu luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Rồi mình đã hoàn thành xong bài test âm ly đèn Scott 340B. Và
trong cái bài này thì mình đang test với cặp loa Kalib KG2, một cái dòng loa có độ nhạy cao. Và Kalib thì nó xài tép còi nên rất là phù hợp để ghép âm đi đèn. Thì cũng có nhiều bạn có đề nghị mình phối ghép với âm đi đèn thử Kalib, thì hôm nay mình làm cái bài phối ghép này với bản nhạc vàng như các bạn vừa mới nghe, âm thanh rất là tuyệt vời. Âm đi đèn Scott 340B là một dòng high end thời điểm ra mắt vào khoảng năm 74 với thiết kế vỏ gỗ sang trọng, có radio và chạy toàn là bóng lớn. Và còn về đôi loa Kalib KG2 thì đây là một đôi loa có thể nói là một đôi loa bút sale đáng chơi của hãng. Tuy là bút sale nhưng thiết kế nó khá là lớn, chiều ngang nó lên đến 35 cm, chiều cao là 45 và chiều sâu là 30. Đây là cái cặp loa đáng để chơi trong những căn phòng khoảng 40m² độ lại, âm bass rất là khỏe. Thì mình tại sao các bạn thấy mình quay một cái phía sau và cái phía trước để các bạn cảm biết được là phía sau nó là bass 20, xin lỗi, phía sau là bass 25, còn phía trước là một bass 20 một két. Cái bên phải là mình đang quay phía sau lại, còn cái bên trái là phía trước. Bass phía sau thì bass cộng hưởng nhưng mà nó sẽ rất là uy lực khi kết hợp cùng cái bass 20 phía trước, nó tạo ra một cái âm bass rất là khỏe. Với cái âm ly đèn này thì nó kéo ra đầy đủ các giai tầng của đôi loa. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên, bấm nút đăng ký để nhận được những video mới nhất đến từ kênh của mình.